từ thủ đô Washington với luật sư Trần Vũ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một sự kiện đang diễn ra tại Hoa Kỳ và tại vùng thủ đô Washington DC thưa quý vị. Thì hôm nay là tang lễ chính thức của cố thượng nghị sĩ Robert Dole, một người đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng hòa và là một người chống cộng rất quyết liệt thưa quý vị. Thì uh, ông Bob Do sinh ngày 22 tháng 7 năm 1923 và mất ngày 5 tháng 12 năm 2021. Ông là một cựu luật sư và một cựu thượng nghị sĩ mà có thể nói là phục vụ lâu đời nhất ở Thượng viện Hoa Kỳ lên tới hơn 27 năm. Và ông là từng là một người tham chiến ở Thế chiến thứ hai và ông bị thương khi mà đánh nhau với phát xít Ý ở nước Ý thưa quý vị. Thì có thể nói rằng tuổi trẻ của ông được uh, sinh ra và lớn lên ở thành phố Russell, tiểu bang Kansas và sau khi mà giải ngũ thì ông bắt đầu làm hạ nghị sĩ vào năm 1960. Và tới năm 1968 thì ông bắt đầu trở thành thượng nghị sĩ của Thượng viện thưa quý vị. Và ông là đại diện cho cái hội đồng những người Cộng hòa toàn quốc từ năm 1971. Và sau đó là chủ tịch của Ủy ban Tài chánh Thượng viện năm 1981 tới năm 1985. Rồi tới năm uh, 96 thì ông uh, rời Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nắm chức vụ uh, chủ tịch khối đa số từ năm 1985 tới 87 rồi 95 tới 96 thưa quý vị. Thì có thể nói là uh, ông là một trong những người cũng chống lại uh, tổng thống Bill Clinton và ông ra tranh cử vào năm 1996 với cương vị là ứng cử viên tổng thống và ông đã thua phiếu và ông tổng thống Bill Clinton được tái đắc cử nhiệm kỳ 2 thưa quý vị và ông là một cái người mà có thể nói là một nhân vật sừng sỏ của đảng Cộng Hòa và ông là một trong những người mà có thể nói là từng là ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ. Có thể nói sự nghiệp của ông là liên quan tới gia đình ông Bush, liên quan tới gia đình ông Clinton, liên quan tới sự nghiệp của ông McCain, của ông John Kerry. Có thể nói là khi ông mất, ông đã 98 tuổi và tài sản của ông hiện nay sắp xỉ 50 triệu đô la thưa quý vị. Thì có thể nói ông là một người thành công về vấn đề chính trị và sau khi rời bỏ chính trị thì ông tiếp tục thành công với việc viết sách, đi diễn thuyết và đi quảng cáo cho nhiều công ty khác nhau. Trong đó có một cái quảng cáo gây tranh cãi rất lớn là ông quảng cáo cho thuốc cường dương sinh lực đàn ông Viagra thưa quý vị. Và người ta thường hay đùa, gọi thường chỉ Bob Đô là Viagra Man, tức là người thường hay xài thuốc cường dương, bổ dương của hãng Pfizer, mang tên là Viagra. Thì có thể nói rằng, uh, trong cái thời gian mà chúng ta biết là sau năm 1975 tới năm 1995, thì đã có rất nhiều người chống cộng thưa quý vị đặc biệt là chống cộng sản việt nam thì có thể nói rằng uh, trong thượng viện hoa kỳ chia làm ba khối một khối thì ủng hộ tái lập bàn giao với việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong đó là có hai ông john john mccain và john kerry và người mà cầm đầu cái khối chống cộng chống lại Đó chính là ông thượng nghị sĩ Bob Đồ thưa quý vị Có thể nói là ông Bob Đồ cũng đảng Cộng Hòa Ông John McCain cũng đảng Cộng Hòa Ông John Kerry thì đảng Dân Chủ thưa quý vị Kình chống nhau rất quyết liệt Có thể nói là trong rất nhiều năm cái vấn đề mà có ta lập ban giao đối với Việt Nam hay không là một cuộc chiến nội bộ trong nội bộ chính trị của Hoa Kỳ thưa quý vị, một cuộc chiến mà nội bộ âm ỉ trong lòng của người dân Hoa Kỳ. Nói chung là rất khó khăn những người mà tuyên bố ủng hộ nhà nước Việt Nam xin thưa một là bị biểu tình, tẩy chay, thậm chí có những vụ bắn giết khi mà lên tiếng ủng hộ Việt Nam thưa quý vị. Nói chung là có những người chống cộng rất quá khích, cực đoan, thậm chí là dẫn tới sát nhân. Thì nói chung là sự kình chống hai bên rất quyết liệt mỗi lần mà có cái cuộc cơ gọi là bàn thảo hay là hearing thì hai bên đều đưa ra những cái lập luận khác nhau rất quyết liệt. Tuy nhiên ở đây phải nhắc tới một nhân vật mà thường được uh, giới chống cộng chống nhà nước cộng sản việt nam lúc bấy giờ chân dẫn và đưa ra nhiều cái tài liệu giả chúng tôi xin nói là fake news thưa quý vị người đó chính là ông cố đại tá bùi tín một người xuất thân từ quân đội nhân dân việt nam thưa quý vị thì sau khi mà ông uh, chạy thoát sang paris thì ông viết rất nhiều tài liệu để chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống đối cái sự ban giao giữa hai quốc gia từ năm 1990 cho tới 95 có thể nói nhân vật Bùi Tín rất nổi đình nổi đám và được Hoa Kỳ cùng các thế lực khác mời đi diễn thuyết, mời viết tài liệu, mời trình bày những cái vấn đề liên quan tới quân đội nhân dân Việt Nam, liên quan tới Việt Nam, liên quan tới bàn giao sắp xảy ra giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thưa quý vị. nói chung lúc bây giờ thì Bùi Tín trở thành một cái nhân vật có thể nói nổi đình nổi đám. thì ông Bùi Tín đã cung cấp tài liệu cho những người chống cộng giống như là ông Bob Do thưa quý vị. Và ông Bob Dole thì dùng những tài liệu Tôi xin nói rõ là những tài liệu giả Do chính ông Bùi Tín sáng tác Để mà tấn công ông John McCain Cùng những người mà ủng hộ cho cái việc ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Nói chung là hết sức gầy gắt Một trong những vấn đề nổi cộm xin trình bày sơ với quý vị Đó là vấn đề còn giam giữ tù binh Mỹ ở Việt Nam hay không hay là còn giam giữ những hài cốt của người quân nhân Mỹ uh, mất tích hoặc chết trận ở Việt Nam hay không thưa quý vị? Hay là có những cái nhà tù đang vô coi như là dấu Diếm bí mật nào đó ở trên lãnh thổ Việt Nam chuyên cầm tù rồi có thể là mở hoặc kép tra tấn rồi thủ tiêu đóng hoặc kép thưa quý vị? những tài liệu của ông Bùi Tính đều tung ra hết sức là gây cấn, hết sức là hấp dẫn thưa quý vị. Có thể nói là gây xôn xao dư luận với những cái tin tức hết sức nóng bỏng như thế, chẳng hạn như là tung tin có một ông tướng Trần Văn Quang đã là chỉ huy trưởng việc giam giữ tù binh của Hoa Kỳ và lên tới con số hàng ngàn người tù binh được giam giữ ở những trại giam bí mật ở Việt Nam, thậm chí là ở Bắc Triều Tiên rồi ở Nga vân vân và vân vân. Nói chung là gây hết sức sóng gió cho những người ủng hộ cái việc ban giao là ông John McCain và ông John Kerry. Thì những người chống cộng lúc bấy giờ xin thưa quý vị là cũng đã biểu tình ngay trước văn phòng của ông John Kerry lên tới hàng trăm người, cả gốc Việt lẫn người Mỹ cụ chiến binh. Rồi kể cả ông John McCain cũng vậy thưa quý vị. Những người lên tiếng ủng hộ Việt Nam, bàn giao Việt Nam đều bị tấn công, tẩy chay, rồi biểu tình phản đối lung tung và quý vị cũng nên biết một điều Những người như ông John McCain Ông John Kerry Vì bị biểu tình tẩy chay của cái nhóm các nhóm chống đối Xin thưa là lên tới hàng triệu triệu người thưa quý vị Cụ chiến binh Việt Nam từng tham chiến tại Việt Nam Con số lên tới 8 triệu 700 ngàn người thưa quý vị và cái số quân nhân cao nhất cùng một lúc ở Việt Nam lên tới gần 580.000 người nhưng mà tổng số người Mỹ được phép vào Nam Việt Nam tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam 21 năm lên tới 8 triệu 700 ngàn người quý vị có thể tưởng tượng là cộng thêm với gia đình thân hữu của những người đó lên tới hàng chục triệu người do đó cái tiếng nói ảnh hưởng rất quan trọng và chúng ta cũng nên biết một điều là vì ủng hộ Việt Nam vì ủng hộ cái ban giao của Việt Nam Thì ông John McCain Đã thất cử Trong cuộc tranh chức tổng thống Thưa quý vị Và trước đó ông John Kerry Cũng đã thất cử khi mà tranh chức tổng thống Vì bị cái lực lượng Nó chống đối quá lớn thưa quý vị Đi tới đâu là hồ hào Biểu tình chống phá Lung tung Nhưng mà trên tổng thể thì Thượng nghị sĩ John McCain thượng nghị sĩ John Kerry cuối cùng đã thuyết phục được ông Bob đồ một lãnh tụ của đảng Cộng Hòa và thuyết phục được Tổng thống Bush cha thưa quý vị là cần phải ban giao với Việt Nam cần phải thiết lập ban giao với Việt Nam lúc bây giờ có những câu hỏi đặt ra vì sao hai ông này từng tham chiến ở Việt Nam từng bị cầm tù như John McCain hơn 6 năm rưỡi tù trong trại giam nhà tù Hóa Lò mà đã thay đổi lập trường ủng hộ hay là ông trung úy John Kerry từng tham chiến với lại lực lượng du kích giải phóng quân của Việt Nam nhưng sau khi về Mỹ đã thay đổi lập trường phản chiến thưa quý vị thì có thể nói là nội bộ nước Mỹ lúc bây giờ rất gây gắt hai vị thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry phải chống đỡ hết sức vất vả với cái lực lượng chống đối từ trong nội bộ của đảng Cộng Hòa. Và có thể nói là vừa phát biểu xong thì John McCain, John Kerry liền bị ông Bob Do cật vấn, chất vấn, chỉ tay, chỉ mặt nói rằng tại sao quý vị thân cộng thưa quý vị. Nói chung là một cái sự đàn hạt kinh khủng trong nhiều năm. Chúng tôi xin thưa quý vị là trong rất nhiều năm. Từ năm 1988 lai rai cho đến năm 1995 khi chính thức bàn giao thưa quý vị. Tuy nhiên trong cái quá trình vận động đó, bên phía Việt Nam cũng đã cử người vận động lobby với những người thân Việt Nam ủng hộ cho chính sách bàn giao Việt Nam, rất nhiều phái đoàn được uh, gửi đến uh, Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thậm chí là mời cả những vị thượng nghị sĩ, dân biểu, hạ nghị sĩ, những người có tiếng nói về thăm Việt Nam, về thăm Hà Nội. Thì cuối cùng, có thể nói là với sức thuyết phục của thượng nghị sĩ John McCain, thượng nghị sĩ John Kerry, thì Tổng thống Butcha, một người Cộng hòa và ông Bob Do đã thay đổi lập trường và quyết định bàn giao về Việt Nam, thưa quý vị. Và Butcha, xin thưa với quý vị, là người đưa ra cái lộ đồ, road map con đường dẫn tới sự bàn giao Việt Mỹ, thưa quý vị. Và ngay lập tức, xin thưa quý vị, Butcha bị những người trong cộng đồng Việt Nam tố lên phản bội chính nghĩa quốc gia, phản bội chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Và xin thưa quý vị là cha đã bị cái lực lượng mà tôi vừa trình bày chống đối làm cho thất cử nhiệm kỳ 2 trước một đối thủ chưa hề có tiếng tâm, lúc bây giờ là Bill Clinton thưa quý vị. Nói chung cái vấn đề bàn giao Việt Mỹ nghe thì rất dễ dàng nhưng trong nội bộ của nước Mỹ những người làm chính trị đã phải hứng những cái đòn áp lực rất lớn và có thể nói là tổng thống Bush thất cử kéo theo những người ủng hộ Bush cũng thất cử thưa quý vị như tôi có trình bày thì trong cái buổi cuối cùng khi mà ông Bob Do thay đổi lập trường thì đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry gửi một bức mật thư đến với Thủ tướng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt khi mà cho biết là hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng ý tiến hành bàn giao việt Mỹ có thể nói đây là một cái sự thay đổi lập trường rất lớn và cái lúc bấy giờ đó khi mà gửi tới cho ngoài ông võ văn kiệt còn gửi tới cho đương kim tổng thống lúc bấy giờ là bill clinton thưa quý vị và để tránh cái sự phản đối của dân chúng mỹ lúc bây giờ những người cựu chiến binh từng tham gia tại việt nam Hội cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, thì ông John McCain phải ngồi ngay sau lưng và bên tay phải của ông Tổng thống Bill Clinton khi mà công bố cái quyết định là sẽ bàn giao về Việt Nam, thưa quý vị. Một cái sức ép rất lớn của hai đảng dồn lên cho ông Đương Kim Tổng thống Bill Clinton, một người vừa mới được bầu, có thể nói là chưa mấy kinh nghiệm về bàn giao quốc tế và lúc bây giờ thì cũng có một áp lực rất lớn từ một hướng khác đó là phải giải thích vì sao mà chỉ bàn giao với Việt Nam Cộng sản mà nước Mỹ không ban giao nâng cấp ban giao với Đài Loan thưa quý vị những người Tàu họ chống đối quyết liệt họ nói rằng là nên phải bàn giao với Đài Loan trước, nâng cấp hàm đại sứ và công nhận Đài Loan là một quốc gia chính thức, đưa trở lại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Nói chung là đủ những cái thành phần chống đối quyết liệt như thế, nói rằng vấn đề Việt Nam không cần thiết, chưa cần thiết, vấn đề Đài Loan mới cần thiết. Đài Loan là một đồng minh chống Trung Quốc, do đó cần phải bàn giao với Đài Loan chứ không phải bàn giao với Việt Nam, bàn giao với nhà nước Cộng sản Việt Nam thưa quý vị. Nói chung là nội bộ lúc bây giờ cũng rối ren. Tuy nhiên với cái sự uy tín của mình, ông John McCain, ông John Kerry đã vượt qua sóng gió thưa quý vị. Với một cái thành tích xin nhắc lại là ông John McCain từng ở tù ở nhà tù Hóa Lòa hơn 6 năm rưỡi thưa quý vị, vị. Chính ông là cái người mà vạch mặt bụi tính, trình thưa quý vị là như vậy. Ông từng ở trong nhà tù cho nên ông không tin có một cái nhà tù nào bí mật ở Việt Nam mà ông chỉ tin là Việt Nam thành thật tôn trọng những công ước quốc tế và thành thật đối với chính quyền Hoa Kỳ là không có giam giữ, giấu giếm tù binh Mỹ hoặc tra tấn giết chết không khai báo vân vân và vân vân thì lúc bây giờ có thể nói là ông Bùi Tín cũng gây rối rất nhiều và những phái đoàn của Hoa Kỳ phải đến gặp trực tiếp một người duy nhất có thể trả lời những câu hỏi đó là cố đại tướng võ nguyên giáp thưa quý vị và cố đại tướng võ nguyên giáp đã lấy danh dự của một người anh cả quân đội nhân dân việt nam trả lời rất rõ ràng cho phía Hoa Kỳ. Đây là những điều bịa đặt, vu khống, dựng chuyện của một người mà từng theo quân đội nhân dân Việt Nam mang cấp hàm đại tá thưa quý vị. Và ông đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng mời Mỹ hãy đến nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy đến khu vườn, hãy đến phủ chủ tịch hãy đến bất cứ nơi đâu kể cả lăng chủ tịch Hồ Chí Minh để mà tìm kiếm coi có những căn phòng nào bí mật, những trại giam bí mật, những nơi ẩn chứa bí mật giam cầm hài cốt của quân nhân Hoa Kỳ hay bất cứ nơi đâu và cho phép người Mỹ chỉ trong vòng 30 phút có thể leo lên máy bay trực thăng bay tới bất cứ nơi đâu không cần thông báo để mà truy tầm truy tìm những nơi mà người Mỹ nghi ngờ là có trại giam nơi mà giam giữ tù binh của Mỹ hoặc nơi cất giấu hài cốt của người Mỹ sau khi có những vụ mở ngoặt kép là tra tấn hay thủ tiêu đóng ngoặt kép thưa quý vị nói chung là cố đại tướng võ nguyên giáp dùng danh dự và có thể nói là thẳng thắn trả lời và đáp ứng tất cả mọi cái câu hỏi đến từ phía Hoa Kỳ. Có thể nói là sự thật, nói thật, nói phải, cũ cải cũng phải nghe thưa quý vị. Sau một thời gian tìm hiểu coi như phía Hoa Kỳ đồng ý và chấp nhận bàn giao về phía Việt Nam vì coi Việt Nam là một người mà có thể nói là một kẻ mà đáng tin tưởng thưa quý vị trong khi những người khác như kẻ bùi tính không đáng tin tưởng có thể nói là bùi tính sau bàn giao năm 1995 thì hoàn toàn thất sủng những lời lẽ của ông không còn giá trị gì trên đời này được quý vị người mỹ người tây tây phương không tin tưởng vì biết thật sự những cái lời đơm đặt dựng chuyện vu khống ghen ăn tức ở nói không thành có thưa quý vị bùi tín là một người từng là trong nhóm cận vệ cho bảo vệ chủ tịch hồ chí minh trong vài năm cho nên biết rất nhiều những thông tin nhưng mà trong đó Những thông tin được cài cắm thêm Tưởng tượng thêm Nghe hơi nồi trỏ Dựng chuyển được quý vị Có thể nói là Bùi Tín dựng ra một cái hầm ngầm Nơi mà giấu tù binh Ở ngay dưới nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Rồi khi mà bị phát hiện là chẳng có cái hầm ngầm Chẳng có một cái gì ở đó Thì Bùi Tín lại nói rằng Hầm ngầm đó nằm ở ngoài vườn chứ không phải nằm ở dưới cái phủ chủ tịch nó không phải nằm ở nhà sàn nói chung là thay đổi cái lời khai lung tung nhằm mục đích là triệt hạ Việt Nam không biết vì lý do tư thù như thế nào nhưng mà theo những tin tức đồn đoán thì có lẽ là Bùi Tín vì không được lên tướng mặc dù cấp hàm rất cao nhưng mãi tới năm 1989 Bùi tính vẫn mang loan đại tá ở cấp tá và thấy những người khác được lên tướng cho nên có thể có những cái suy nghĩ ghen ăn tức ở dựng chuyện thưa quý vị hoặc một nguồn tin nữa nói rằng là vì dựng chuyện như thế nên mới kiếm cơm được còn những câu chuyện thật thì chẳng thể nào kiếm cơm được thưa quý vị lời thật sự thật vẫn muôn đời như thế thì hôm nay là cái ngày lễ mà an táng à, cố thượng nghị sĩ Robert Do thì buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng giờ thủ đô Washington DC trong buổi lễ thì sẽ có sự tham dự của rất nhiều lãnh đạo lưỡng viện Hoa Kỳ lưỡng đảng Hoa Kỳ và có sự tham dự coi như lời cảm tạ từ tổng thống Joe Biden Phó tổng thống Kamala Harris cùng nhiều nhân vật khác, chẳng hạn như tướng Mark Willey của lục quân Hoa Kỳ. Và sau đó thì sẽ có một buổi livestream rồi một buổi cầu nguyện đến 1 giờ 15 phút thì sẽ di chuyển thi hài đến nghĩa trang. Những người đã từng tham chiến ở Thế chiến thứ hai hay còn gọi là đệ nhị thế chiến, sau đó an táng tại đây và có thể nói rằng phu nhân của ông Bob Do là bà Elizabeth sẽ cùng đoàn lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ đến viếng thăm lần cuối. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư trưởng của thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.